Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Chuông gió thương yêu. Đẹp không? Là ba mình mua cho mình đó. Đẹp thật. Mình bây giờ có thể được coi là nhà sưu tầm đồ chơi rồi. Bạn nhìn đồ chơi của mình đi, sách đầy cả phòng rồi. Đừng chạm vào, bạn sẽ làm dơ nó đó. Ngưu ngưu, bởi vì đồ chơi của em nhiều hơn Hiếu Hiếu thì em có thể kiêu ngạo vô lễ, không hiểu thân thương là gì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ không còn gì hết. Anh đừng dọa em. Trái đạo thì ít người giúp, đó là hậu quả do em kiêu ngạo. Tiểu Sủng Ca, anh nhất định có cách đúng không? Giúp em đi. Nếu vậy thì em không được khinh thường người nghèo, nên giúp người nghèo. Như vậy Mera có thể thay đổi vận mệnh. Giúp đỡ người nghèo. Đúng vậy, đó chính là đem những gì mình có bố thí cho người khác. Bây giờ, có rất nhiều trẻ em gia đình nghèo đều không có đồ chơi. Em có thể tặng đồ chơi của mình cho họ. Hả? Đều tặng hết sao? Ba ơi. Hả? Quà tặng tháng này của con đâu? Ba đã hứa sẽ mua robot biến hình cho con mà. Tháng này ba quá bận, không có thời gian mua quà cho con. Đây mới là bắt đầu thôi. Chuyện kinh doanh của ba em sẽ càng ngày càng khó khăn. Sau này em sẽ mất càng nhiều hơn. Có nhớ cảnh tượng ở trong gương dự đoán không? Ngô ngô, bạn mau làm theo lời của Tiểu Sủng Ca đi. Mau đem đồ chơi của bạn đi tặng. Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Chúng ta thu thập đồ chơi xong sẽ bỏ hết vào trong cái xe đẩy này, đẩy ra ngoài phân phát thôi. Tặng như thế nào? Gặp người thì tặng sao? Vậy thì phiền phức lắm. Để ở ngoài cửa nhà của người ta là được rồi. Ồ, chẳng lẽ bạn không muốn nhanh chóng thay đổi vận mệnh sao? Phát như vậy là nhanh nhất rồi. Đương nhiên rồi, đỡ tốn công. Đúng vậy, có điều chỉ có hai chúng ta, vừa phải đẩy xe, vừa phải tặng đồ, có thể chậm một chút. Hai bạn muốn đi tặng đồ chơi sao? Có thể tặng cho mình một món được không? Được chứ, bạn muốn cái gì? Sóc nhỏ, bạn giúp tụi mình cùng đi tặng đồ chơi. Sau khi tặng xong mình sẽ đưa cho bạn. Đúng vậy, bọn mình đẩy xe, bạn phụ trách tặng. Bạn linh hoạt như vậy, chỉ cần để đồ chơi trước cửa nhà người ta là được rồi. Hmm?
Cuối cùng cũng tặng xong. Bạn vẫn chưa rời đi sao? Đúng rồi, vẫn chưa tặng sóc nhỏ đồ chơi. Ngu ngu, tặng sóc nhỏ một món đi, mau lên. Mình có thể lấy một cái chuông gió không? Muốn chuông gió để làm gì? Mình không có chuông gió. Mình từng nhìn thấy bạn có mà. Đồ chơi của mình đều tặng hết rồi. Đây là món duy nhất còn lại. Hơn nữa, một con sóc thì chơi đồ chơi gì chứ? Cho bạn thì bạn cầm lấy là được rồi. Sao rồi? Có thay đổi gì không? Đừng gấp, để tiểu sủng ca xem thử. Gương dự đoán cũng không có gì thay đổi. Hiện thực cũng sẽ như vậy. Công việc của ba em chắc chắn cũng không thuận lợi, đúng không? Gần đây mỗi ngày ba em đều về nhà rất trễ, nhìn rất không vui. Sao lại vậy chứ? Đúng vậy tiểu sủng ca. Không phải anh nói em đem đồ chơi đi tặng hết thì có thể thay đổi vận mệnh sao? Đồ chơi của em đều tặng hết rồi. Tiểu sủng ca, anh lừa em. Tại sao lại như vậy? Ngu ngu, anh không lừa em. Vậy thì tại sao chứ? Em đều nghe theo anh rồi nhưng vẫn không thể thay đổi. Ngưu ngưu, anh muốn em không phải vì có nhiều đồ chơi mà kiêu ngạo vô lễ, thiếu sót tình thương. Em còn nhớ không? Nhớ mà, em đều mang tất cả đồ chơi ra tặng cho mọi người rồi mà. Nhưng các em đem tặng đồ chơi như vậy chỉ là vì mục đích có lợi cho bản thân, không thực sự hiểu ý của anh. Thật ra, giúp đỡ những người cần giúp đỡ là phải dùng tâm suy nghĩ cho người khác. Trong quá trình giúp đỡ cũng truyền đạt sự vui vẻ và tình yêu thương của bản thân cho đối phương, chứ không phải là quà tặng vật chất bề ngoài. Vật chất chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta không nên quá để ý đến sự được mất của nó. Thật ra trong tâm của một người càng chứa nhiều tình yêu thì mới thực sự là giàu có. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn anh. Nếu em có thể hiểu những đạo lý này thì vận mệnh của em sẽ thay đổi rất nhanh. Em cũng không muốn xem gương dự đoán nữa. Bản thân còn chưa làm tốt, sao còn yêu cầu vận mệnh gì chứ? Ngu ngu, bạn giỏi lắm. Tiểu sủng ca, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Được thôi, không thành vấn đề. Anh treo lên rồi đó. Con đường này là con đường sóc nhỏ nhất định phải đi qua khi về nhà. Em ấy sẽ nhặt được nó. Cảm ơn tiểu sủng ca. Không biết tại sao sóc nhỏ lại muốn chuông gió vậy? Chuông gió đó là khi mình còn rất nhỏ, là món đồ chơi duy nhất mà mẹ mình tặng cho mình. Mình rất trân quý nó. Nhưng nếu sóc nhỏ thật sự rất cần, mình bằng lòng tặng cho bạn ấy. Đến rồi. Nội ơi, nội nghe xem, có tiếng chuông gió. Sóc nhỏ nói rồi, ở những nơi có rảnh trũng, bạn ấy sẽ treo chuông gió. Đợi khi chúng ta đi ngang qua thì phải cẩn thận. Được, có chiếc chuông gió này thì có thể nhắc nhở chúng ta rồi. Đúng vậy, như vậy chúng ta không còn bị té vì không thấy đường nữa. Sóc nhỏ thật là biết suy nghĩ cho chúng ta. Hóa ra là hai bà cháu bị mù. Sau khi trở về, mình phát hiện ở trong rừng, những nơi có rảnh trũng, cần phải chú ý còn có mấy chỗ nữa.
Ừ, vậy thì vẫn chưa an toàn lắm. Chúng ta đã giúp thì giúp tới cùng, đi giúp họ lắp mấy cái rãnh lại. Ừ, bạn suy nghĩ thật chu đáo. Vậy ngày mai chúng ta đi nha. Ừ, mang theo dụng cụ ngày mai đi. Ngu ngu. Hả? Ngu ngu. Ba về rồi ạ. Hôm nay ba rất vui. Mau xem ba mua gì cho con nè. Ba ơi, có phải là công việc thuận lợi rồi không? À, đúng vậy, con ngoan. Ba ơi, sau này con không cần quà tặng nữa. Ừ, tại sao vậy? Ba ơi, số tiền mua đồ chơi chi bằng tiết kiệm lại quyên góp cho những trẻ em nghèo, con nghĩ là sẽ giúp đỡ cho họ được nhiều hơn. Ồ, con trai ngoan nay hiểu chuyện rồi. Các bạn nhỏ thân mến, khi bản thân mình có được thì phải hiểu được cho đi và yêu thương. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương mới thực sự là người giàu có. Mọi người đã nhớ chưa? Tạm biệt. No.